đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội từ sau Cúp Hùng Vương 2024 với 16 tuyển thủ. Sau quá trình tập huấn, hai tuyển thủ không có tên trong danh sách đi giải ABC Challenge Cup 2024 lần này là Hoàng Xuân Trường và Nguyễn Văn Nam. Theo đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam công bố, các tuyển thủ sẽ đi Bahrain dự giải gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Minh Đức, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Tú, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Trần Triển Chiêu, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Quản Trọng Nghĩa và Trương Thế Khải. Cái thứ nhất là tôi có thể nói là trong bốn cái tên Nguyễn Văn Quốc Duy và Từ Thanh Thuận và chỗ Thuần và chỗ Dư và Hiệp, thì trong cái bốn tên này thì gọi bạn nào cũng được, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại các bạn đều đạt những cái phong độ tốt, thì mỗi bạn có những cái thế mạnh riêng. Nhưng mà ở cái thời điểm cái tham gia cái giải này thì lý do là tôi gọi hai bạn này, cái thứ nhất là đối với Từ Thanh Thuận thì bạn cũng là cái vận động viên lớn tuổi và cũng thi đấu rất là nhiều năm rồi, nên có thể nói là các cái đội tuyển các quốc gia trong khu vực thì cũng đã quá quen bạn ấy rồi, nên cái việc mà tôi chọn hai bạn Dư và Hiệp thì nó cũng vừa là các cái vận động viên trẻ có nhiều cái tiềm năng, thì chúng ta tham gia những cái giải lần này để các bạn ấy có cái điều kiện, để cơ hội cọ sát tích lũy kinh nghiệm để chúng ta chuẩn bị cho cái đội tuyển về lâu về dài trong tương lai. Bởi vì với cái khả năng, cái trình độ của các bạn hiện nay, có lẽ là chỉ cái vấn đề là cái để các bạn có cái điều kiện thi đấu nhiều cái giải quốc tế hơn nữa để các bạn tích lũy kinh nghiệm, thì tôi nghĩ là các bạn hoàn toàn xứng đáng để thay thế Từ Thanh Thuận. Là huấn luyện viên anh đàn em tin anh ở em thì như em rất là vui và được phát lên mình là như một cờ sắc áo như đi thi đấu như vì nước nhà, như em sẽ ráng cố gắng hết mình. Thi đấu quốc tế như nước ngoài thì như em vẫn chưa có cái cảm giác thi đấu như thế nào, như em cũng hồi hộp. Thì nghe tin là như em được đi như thi đấu cùng với lại anh em như trong đội như tuyển quốc gia đi ra nước ngoài thì như bố mẹ em cũng rất là vui và vinh hạnh. Ở nhà như ráng cố gắng như xem như và ủng hộ như theo dõi như ủng hộ đội tuyển. Ở ABC Challenge Cup 2024, đội tuyển bóng chuyền nam được bốc thăm vào bảng D cùng đội Australia và Đài Bắc Trung Hoa. Giải tranh tài từ ngày mùng 2 tới mùng 9 tháng 6 ở Bahrain. Năm ngoái, lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam dự giải và chúng ta xếp hạng 4 chung cuộc. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền giữ nguyên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng tham dự ABC Challenge Cup 2023 tới nay. Phụ tá trong Tiền là các huấn luyện viên phó Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp.